Kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam Chủ nhật ngày 12 tháng 11 năm 2023. Chiều ngày hôm nay 11 tháng 11 Lộc miền Nam trên kênh nó không có về. Mong anh chị em quan hỷ cùng tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày mai trên các đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt. Ở đài Tiền Giang mình dự đoán các cặp 47744. Ở đài Kiên Giang mình dự đoán các cặp 4664. Đài Đà Lạt mình dự đoán các cặp 6886. Anh chị em hãy tham khảo. Chúc cho anh chị em gặp nhiều may mắn và tài lộc trong ngày mai 12 tháng 11.